Làm thế nào để có thể thu gọn thêm đầu mũi, không cần sửa lại mũi chúng ta đã nâng? Trong những trường hợp đầu mũi chúng ta nó to, nó thô thì có rất là nhiều nguyên nhân, mà có thể là do phần mô mềm này, có thể do phần sụn này, có thể là do kết cấu mũi chúng ta nó thấp, nó bè ra thì làm cho phần đầu mũi chúng ta to. Và khi chúng ta can thiệp nâng mũi lên ấy mà cái đầu mũi chúng ta vẫn còn to thì chứng tỏ là cái việc là ta điều chỉnh mũi nó chưa đạt được kết quả phù hợp. Trong trường hợp thứ nhất là cái phần tổ chức sụn và mô mềm ta vẫn to thì chúng ta có thể là tiến hành thu thêm cái tổ chức mô mềm này, thu gọn bớt tổ chức sụn mà ta khâu thu lại, không cần phải chỉnh sửa lại toàn bộ mũi chúng ta, thì giúp cho là cái phần đầu mũi chúng ta sẽ tạo nên cái độ thon gọn hơn, nó không bị to bè, không bị dày những cái tổ chức mô sụn nữa. Thứ hai, khi chúng ta đã can thiệp nâng mũi nhưng ta nâng mũi đặt sụn chữ L lên thôi thì thường là cái thanh sụn này nó sẽ làm cho chiếm chỗ cái phần đầu mũi chúng ta, và đồng thời nó còn tì nén làm cho cái phần sụn mềm đầu mũi nó bị bè to ra. Thì trong trường hợp này chúng ta nên điều chỉnh, thứ nhất là ta có thể thu thêm và ta khâu thu cố định lại phần tổ chức mô mềm mô sụn này, có thể điều chỉnh bằng việc ta thay phương pháp dựng trụ với ngăn đầu mũi để tạo nên cái phần đệm đỡ tốt cho phần đầu mũi chúng ta, đồng thời ta nâng được cái phần sụn thật đầu mũi ta lên thì sẽ giúp cho phần đầu mũi ta thon gọn lại. Trong trường hợp thứ ba, khi ta đã can thiệp nâng mũi cấu trúc rồi, thường là do những cái vật liệu, những cái phần sụn ta cấy ghép lên phần đầu mũi để tạo độ cao cho phần đầu mũi thì cái thiết diện ở phần sụn này nó quá to nên là làm cho cái đầu mũi chúng ta chưa được gọn gàng, hoặc là cái mức độ điều chỉnh cũng như là cái tỷ lệ cái đầu mũi chúng ta đưa lên ấy thì ta chưa đạt được cái tỷ lệ cân đối, thì ta cần điều chỉnh lại là làm sao cho phần sụn nó ghép vào phần đầu mũi nó nhỏ, nó gọn, nó phù hợp hơn. Hoặc là cái cố định của phần sụn đầu mũi chúng ta, sụn A là đầu mũi, với lại cái phần dựng trụ ta đưa lên nó không được tốt, làm cho là cái phần sụn này sau đấy nó lại bị bè ra thì làm cho cái phần mũi chúng ta vẫn to bạn nhá. Thì chúng ta có thể là điều chỉnh lại cái kết cấu dựng trụ bên ngăn và kết cấu sụn đầu mũi này. Và như vậy thì để điều chỉnh một cái mũi chúng ta đã nâng rồi mà đầu mũi chúng ta vẫn to thì ta cần làm sao gọn được thêm tổ chức sụn và mô mềm đầu mũi, điều chỉnh cái phương pháp từ nâng mũi đặt sụn sang nâng mũi dựng trụ bên ngăn để đưa được cái đầu mũi nó cao lên, và ta có thể điều chỉnh lại những cái kết cấu dựng trụ cũng như là những cái vật liệu sụn ta cấy ghép thêm ở đầu mũi chúng ta nhỏ gọn hơn thì sẽ tạo nên cái độ thon gọn cho đầu mũi chúng ta. Chắc hẳn các bạn đã biết